Xin chào mọi người, hôm nay Cẩm Nhung Thư Họa sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một bức tranh hoa mẫu đơn. Chúng ta cần chuẩn bị đó chính là màu trắng và màu hồng đậm, có nghĩa là cái màu đỏ đô ấy. Và chúng ta hãy quan sát, chúng ta sẽ vẽ những cái cánh có hình vòng cung. Các bạn sẽ cho màu đậm thì sẽ ở bên đầu ngòi bút, còn màu trắng sẽ ở phần thân bút nhé. Cái loại giấy mình đang sử dụng là giấy xuyến loại sinh, có nghĩa là loại nhòe nhiều. Thì vẽ hoa mẫu đơn thì chúng ta có thể chọn hai loại là giấy bán sinh hoặc là giấy sinh các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đi theo một cái đường ngoài hình vòng cung như vậy. Đi theo các cánh, chúng ta đưa cái đầu bút theo một cái hình dạng là hình vòng. Và chúng ta đi theo cái hình tròn và cho thành một cái bông khom và là ok. Chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà các cánh càng gần vào giữa thì các cánh nó sẽ đậm hơn, còn những cánh bên ngoài thì sẽ nhạt hơn. Và các bạn cùng quan sát mình vẽ để chúng ta cùng thực hiện nha. Chúng ta bắt đầu vẽ những cánh ở bên ngoài thì chúng ta sẽ vẽ những cái cánh nó có độ rộng hơn. Nếu mà chúng ta cảm thấy cái bút của chúng ta quá khô thì chúng ta hãy cho thêm nước để chúng ta có thể là tỏa cái cánh của chúng ta nó rộng hơn. Bởi vì cánh càng bên ngoài thì cái cánh nó càng lớn, những cái cánh càng ở bên trong thì nó sẽ càng nhỏ. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng màu trắng và màu vàng, hai màu này hòa lẫn vào nhau để chúng ta vẽ nhụy. Thì chúng ta sẽ viết theo kiểu hình giọt nước, bên trên là có độ nhấn và bên dưới là vuốt, tầm 3 nhụy 1 và chúng ta xếp vào thành một cái nhụy hoa lớn. Và cái điểm ở giữa chính là điểm màu xanh. Hoa mẫu đơn thì thường là nó sẽ có một cái nhụy ở giữa màu xanh nước biển. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng hai màu xanh lam và màu vàng. Thì để chúng ta sẽ vẽ phần lá. Thì khi mà vẽ phần lá thì chúng ta đã phải vẽ cái bút nó ngang ra. Cái phần lá này thì mình cũng đã hướng dẫn ở khi mà chúng ta vẽ hoa cúc thì cũng rất là tương tự như thế vậy. Thì chúng ta cũng sẽ vẽ hoa mẫu đơn. Khi mà vẽ xong phần lá này thì chúng ta sẽ tạo gân. Chúng ta lấy màu đen và tạo cái gân lá để nó nổi bật cái lá hơn. Và bông hoa mẫu đơn vẽ theo một phong cách thủy mặc đơn giản đã hoàn thành rồi. Chúc các bạn thành công. Nếu có tác phẩm đẹp thì hãy up lên nhé.